Dép đâu, không đi dép ấy? Dép em hỏng ạ. Dép hỏng rồi á? Vâng. Hỏng lâu chưa? Lâu rồi ạ. Tức là từ sáng đến giờ là cháu ăn gì chưa? Chưa. Từ sáng giờ là cháu chưa ăn à? Vâng. Con đã đi chân chân để đi học thôi cô bác ạ. Tiếng ôi ôi, sàn nhà đều ướt hết, hầu như là không có chỗ nào để mà ngồi nữa rồi. Ngồi đây này cô bác ạ. Từ đây ra phía bên kia thì ướt cả nhà, như kiểu là lấy nước gội vào, lấy nước dội vào đấy. Ôi trên này này, mưa này. Đây mưa rơi từ đâu xuống đấy hả Giang? Từ trên nóc nhà này xuống á. Vâng. Các bác nhìn nó rất là như kiểu là nó rất là khít đúng không á? Thế nhưng mà khi mưa về nó lâu quá thì ra là nó bị cái này nó là cái mái âm dương cho nên là dùng cái này để chan cơm á. Vâng. Nhìn trông thấy là ghê ghê rồi các bác này. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà của một bác dành tặng tới cho gia đình của bốn mẹ con của bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực ra là đúng cái giờ mà hình như là các em đang nghỉ sao các bác ạ. Có một cái bạn nhỏ mà từ trên kia xuống thì rất là giống bạn rất là giống em Trích của bác ạ. Tay có phải Trích không? Có à, thế ra đây. Trích cho chú đeo cái này nhá. Bây giờ thì Trích thử nói chào con các bà xem nào. Con chào con các bà ạ. Rồi, thế Trích vừa đi đâu về? Em đi học về ạ. Vừa đi học về á? À. Thế là một mình khác về à? Vâng. À. Các anh đâu? Các anh về nhà rồi ạ. Các anh về nhà rồi à? Vâng. À. Thế là em nghỉ học sau à? Vâng. À. Trường em là ở bên kia à? Vâng. Thế từ bên kia ra bên này thì tầm bao nhiêu cây? Có biết không? Đi có xa không? Không. Đi không xa đâu à? Vâng. Nhưng mà ra tận bên kia đúng không? Vâng. Chỗ của Trích học là đi ra hẳn cái quả đồi bên kia các bác. Từ bên kia sang thì chắc là rơi vào tầm độ đến 2 đến 3 cây. Ồ thế dép đâu, không đi dép ấy? Dép em hỏng rồi ạ. Dép hỏng rồi á? Vâng. Hỏng lâu chưa? Lâu rồi ạ. Học lâu rồi á? Vâng. Thế mà hôm nay là không có dép để mà đi học à? Vâng. Thế là đi chân trần đi học? Vâng. Thế là chỗ này thì sáng nay em đi học thì đã bị sạt chưa? Sạt rồi ạ. Sạt rồi á? Vâng. Rồi. Sắp không có đường đi học rồi chỗ này ấy. Đây còn một chút là phía con đường để mà đi thôi. À kia là các bạn à? Vâng. À. Các bạn này thì đi trước hay đi sau ấy? Đi sau ạ. Có đi về đường này không? Không đi à? À thế là ra đây xem sạt lở à? Rồi, chắc là chỗ này là mới bị sạt rồi các bác này. Các bạn kia có học cùng lớp với Trích không? Không. Không học cùng đâu à? Ồ. To hơn hay là nhỏ hơn? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn á? Thế em là học lớp lớn hơn à? Rồi, Trích ra nói chuyện to to một chút nhá. Vâng. Thì các ông các bà mới nghe thấy. Đi học là đi chân trần để đi học này cô bác này. Đồ rất là tội. Đi này thì có bị đau chân không? Có ạ. Thế là đi gặp phải những cái cục đá nhỏ nhỏ này cô bác này. Mấy bạn nhỏ này có đi về đường này không? Không về đường này đâu á. Thế đi ra đây xem, ra đây làm gì ấy? À xem sạt lở à? Có học lớp với Trích không? À bạn trai kia là học cùng với lại Trích à? Không. Không học á? Vâng. Thế là mỗi người học một lớp à? Học cùng trường với nhau hết đúng không?
Có biết chích không? Không biết đâu á. Có em thì biết, có em thì không biết cô bác ạ. Ủa chỗ này thì có vẻ như là chắc là trước là đường là đi tận đây này cô bác này. Đấy, nhưng mà thời gian vừa rồi ấy, là mưa báo nhiều quá thành ra là bị sạt rất là nhiều nơi. Cái này thì bị sạt lâu chưa? Hôm qua tối mới sạt. À thế tối hôm qua là mới sạt á? Ôi. Thế cháu là đi học là đi đường nào? À nhà ở kia có ăn kẹo mút không? Chú lấy kẹo mút cho lấy không? Không dám lấy à? Đây chú lấy kẹo mút cho. À, chắc là các em sợ của bác ạ, thực ra là không có dám lấy, không biết là hôm nay có lấy kẹo đi theo không. Thường thường này cháu được hay là... Đây cho mỗi người một con nhá. À, thanh niên này thử ăn cái này hay là ăn cái nào? À, đây chọn đi. Rồi này. Đấy. Chích thì có đói không? Không đói á? Rồi. Thế là mấy bạn nhỏ này giờ đi về nhà chưa? Bây giờ mới đi á. Là lần sau là người lớn cho là phải biết xin nhá. Là cháu xin chú hay là em xin anh nhá. Rồi đi về đi, không là tí ở đây sạt. Đi về đi. Đi về đi. Trẻ con thì thấy chỗ nào sạt là rất là hay đi vào mà xem, của bác là rất là nguy hiểm. Thì còn một tí thôi. Thế thì bây giờ là chú với lại Trích là đi về nhá. Vâng. Nhá. Thế là từ sáng đến giờ là cháu ăn gì chưa? Chưa. Từ sáng đến giờ là cháu chưa ăn à? Vâng. Nên là bây giờ là đi về nhà mới ăn à? Vâng. Rồi tay kia bị làm sao đấy? Chú xem nào, tay bên kia. Ngửa ngửa đây. Ôi. Chú xem nào. Bị làm sao đây hả Trích? Nãy em ngã. Nãy ngã à? Vâng. Ồ, chân có bị làm sao nữa không? Không. Thế là chắc là không có đi dép cho nên là đi là bị ngã thôi. Thế là bị ngã ở tận đâu? Ở tận kia. Ở tận kia à? Vâng. Thôi đi về đến nhà chú lấy băng. À thôi từ từ đã. Ở đây chú lấy băng băng cho bây giờ ấy. Biết là đấy. Chú lấy cái này là dán cho đó nhá. Tớ lực đi đường thì hay là thèm theo là băng gâu này kia nữa cô bác ạ. Thế là có cùng bạn nào xô đẩy không ấy, hay là như nào, hay là tự ngã ấy? Tự ngã. Tự ngã. Nào thế ở đây chú băng ra. Nào chú xem nào, xem viết ở tay nào. Chờ nhá. Ồ đây là cô bác này, một vết và khá là to đấy. Tí là đừng có xé ra vội nhá. Ừ. Rồi. Từ nào nào. Rồi. Này bên này có khóc không đấy? Không khóc à? Ừ. Các em thì rất là và chịu đựng được đâu các bác ạ. Thế bây giờ đi nhà Trích thì đi đường này có xuống được không? Được. Xuống được đúng không? Xe máy không đến tận nhà đâu à? Vâng. À thế là Trích, bây giờ Trích đi về trước nhá. Chú cứ đi về đi. Cứ đi về trước đi, để chú cầm. Chú cầm cho. Ôi, nào Trích đợi chú tí mà. Ôi, có vẻ như là những chỗ này thì nguy cơ là cũng bị sạt xuống được các bác này. Không biết là sau này bị sạt thì chắc Trích còn đi học đường nào không? Hi ơi lắm à? Nó ra tận đây rồi. Ai ấy? Anh Hi. Giang à? Hả? Anh Hi ạ. Hả? Anh Hi. À anh Huy à? Tưởng là Giang. Anh gần nhà đúng không? Có đoàn đi về chưa? Đoàn chắc đang về ấy. Đang về à? Thế là đoàn lại về sau rồi à? Ờ, đang đường nghỉ ấy. À, thế Giang có về không? Có. Giang có về à? À, thế là về đường này đúng không? Ừ. À, thế thì mình ở đây đợi các anh nữa nhá. Ừ. Xong về nhá. Anh kia là anh ở gần nhà đúng không? Vâng ạ. À, thế bây giờ chú với lại là Trích ở đây là đợi anh Giang với lại anh Đoàn nữa nhá. Vâng ạ.
biết là các em là đã đến đâu rồi cô bác ạ. Dưới này còn hay là chỗ này đứng đây nguy hiểm quá cô bác ạ. Chắc là gió lực với lại chích thì di chuyển đi xuống dưới kia một đoạn để mà đợi thôi, chứ không là đứng ở đây là không biết là nó bị sạt lúc nào đâu cô bác. Bây giờ chú với lại chích là đi xuống dưới kia một đoạn nữa nhá. Vâng. Vậy đi học là còn là đi chân chân để đi học thôi cô bác ạ. Hôm nay mẹ có ở nhà không? Có. Đi như này thì gặp những cái đá nhỏ nhỏ này cô bác này. Chích có đi được dép chú không? Hả? Đây à. chú cho Chích đi xem nào. Đi được không? Đi xem nào, đi một đoạn xem nào. Đấy, đi tạm dép của chú một tí đã. Thế mẹ chưa mua cho à? Chưa. Đây, chú với lại Giang ở đây đợi các anh nhá. Vâng. À chú với lại Chích ở đây đợi nhá. Thưa cô bác, vừa rồi thì cháu Lực cùng với lại là bé em Chích đợi các anh lâu quá rồi, thì chắc là các anh là đi đường khác rồi. Ở đây thì có đường nào mà đi học về đường là Chích không hay là có nguyên đường này thôi? Có đường kia nữa. À thế là ở bên kia có một đường nữa đúng không? Vâng. À sợ rằng là hai anh em là đi xuống đường kia rồi cô bác, cho nên là cháu Lực với lại là em Chích đã không có đợi nữa. Chích thì đợi được tầm 30 phút thì bạn đã đói quá. Thế là bây giờ là đói rồi à? Ừ. À thế là bây giờ thì chú cháu mình đi về nhá. Cho về Chích ăn cơm nhá. Đây là ôi rồi. Đây là ai bắn cho ấy? Mẹ. Mẹ bắn cho à? Ừ. Đi đâu để bắn? Đi kia. À thế là lên xá đúng không? Ừ. Phải đi học còn đeo một cái ba lô không biết là tầm bao nhiêu cân chú xem nào. Rồi. Chắc được tầm là 4 đến 5 cân sách vở của bác ạ. Đi còn đi chân chân nữa cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng là em Chích để mà đi về ấy. Đi đường nào ấy? Đi đường này. À đi đường này à? Ừ. Cái cung đường các em đi học thì gọi là như kiểu đường trâu đi lại thôi cô bác. Thành ra là với lại cộng thêm là có hàng xóm đi nữa. Người ta đi nữa thành ra đường không mọc cỏ ấy. Ôi, đi chân chân để đi học rất là tội. Buổi sáng thì ba anh em đi học là mấy giờ chứ? 6 giờ. 6 giờ đi à? Vâng. Thế buổi sáng là ba anh em là đi cùng nhau đúng không? Vâng. Còn đến là buổi trưa thì ai nghỉ học trước là về trước à? Vâng ạ. À. Nếu trời mưa thì ai cũng ai nghỉ trước thì chờ người đấy ạ. À nếu mà trời mưa thì đợi nhau cùng về đúng không? Vâng. Nói về cái hoàn cảnh của nhà em Chích kia cô bác, chắc là có lẽ là một số cô bác là theo dõi sau thì vẫn chưa có hiểu mấy, thì cho Lực xin được phép là tóm tắt qua một chút cô bác nhé. Gia đình là có trước thì còn có bố nữa, nhưng mà bây giờ thì bố là vừa mất được 2 tháng rồi. Thành ra là bố mẹ con khác đùm bọc nhau mà sống. Chích lại thêm là hai người anh thì cũng còn khá là nhỏ. Thành ra là không thể giúp được mẹ là cái gì cả. Đây còn có một con đường đi ra kia đấy nhỉ? Vâng. Đi vào những cái chỗ này thì phải nói là khi mà không đeo dép với cô bác ạ là cái đinh cái gai sao bọc bị đâm mà rất là đau. Ồ, giờ thì đến nhà của các em rồi. Trên này thì nhà các em thì cũng hầu như là ra phía mặt bên dưới thì có nhà thôi cô bác. Ở đằng sau này ít nhà. Mưa một cái là đường đã đi khó rồi, khắp nơi lại sạt lở nhiều nữa.
Mẹ rửa chân đi, xong lên nhà. Ô, Đoàn à? À, đây, cho em chích rửa chân đã. Xong rồi chích đi về nhà trước. Đoàn là đang phụ mẹ làm gì đây? Hả? À, nào, của chú đeo một tí. Cái này là biết là làm gì không? Theo tiếng phổ thông có biết không? Có. Tiếng phổ thông là gọi là làm gì? Là đây là tiền làm quần áo. Làm quần áo. Nhưng mà đây là gọi là nhuộm vải nhá. Vâng. Rồi. Anh Giang vẫn chưa về à? Chưa. À. Đây là em đã ăn cơm chưa? Chưa. À, chưa ăn cơm đâu à? Vâng. Thế là đợi em về mới ăn cơm không à? Vâng. Thế là có đợi anh Giang không hay là ăn trước? Chắc là đợi. Chắc là đợi à? Vâng. À. Nếu mà đói quá thì ăn trước đi, anh thấy chích phải chích bảo là đói rồi. Vâng. Em ra đến nhà lâu chưa? Vừa mới đến. À, vừa mới đến thôi à? Vâng. Mọi lần thì đi vào trong bản thì đẹp các em thì đều sinh cháu ha, có lẽ là sẽ không sinh cháu nữa tại vì là sinh chú thì nó già quá. Ồ, cái này cũng có dài phết đấy nhỉ? Vâng. Này là người đồng bào dân tộc Nùng bác ạ, là cái cách dùng cái cách này để mà nhuộm vải, là máy nướng là quần áo, những cái bộ quần áo truyền thống là mà nó màu đen là nhuộm bởi thế này là có bác không? Thích cả đi đâu đấy? Hả? Ồ, dài đấy nhỉ? Thế là về nhà là lúc nào mẹ không ở là cũng hộ mẹ làm cái này à? Vâng. Nước này thì rất là đen rồi, bác ạ, nhổ này. Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi à, thế rửa tay đi, xong à. Nếu mà anh Giang lâu quá thì thôi trước đi. Ôi, kia có một con sóc to quá kìa. Bụi tre kia các bác không nhìn, chắc là các bác không nhìn thấy đâu, sóc cũng to quá. Dùng lên các bác nhìn thấy không? To quá các bác ạ, sóc này. Vậy nào bây giờ Đoàn khoanh tay chào các bà nào, từ từ nhá. Rồi. Con. Con chào các ông các bà. Rồi, thế là em là đi học về lâu chưa? Vừa mới đến ạ. Vừa mới đến nhà thôi à? Vâng. Thế là mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi làm thuê ạ. Mẹ làm thuê á? Vâng. Có biết là mẹ làm thuê tận đâu không? Có ạ. Có ha. Vâng. Đến tối mẹ mới về hay là một tí nữa mẹ về? Cho tầm khoảng 2-3 giờ mẹ mới về. Ồ. Ôi ôi, trong nhà sao ướt thế? Hả Đoan? Cái máy tuôn này nó cứ chạy xuống. Ôi ôi. Ôi dồi ôi, cô bác này. Tất cả mọi chỗ nền, cái sàn nhà này cô bác này, sàn nhà đều ướt hết. Hầu như là không có chỗ nào để mà ngồi nữa rồi. Ôi dồi ôi, đây này cô bác này. Ra bên này thì có vẻ như là đỡ hơn một chút cô bác ạ. Chứ còn ra từ đây ra phía bên kia thì ướt cả nhà. Như kiểu là lấy nước gội vào, lấy nước dội vào đấy. Cả những cái bạt thờ này các bác này. Ôi trên này này, mưa này. Này mưa rơi từ đâu xuống đấy hả ra? Từ trên nóc nhà này. Từ trên nóc nhà này xuống á? Ừ. Đấy, nhìn trông có vẻ như là khá là chắc chắn đấy cô bác. Nhưng mà sau khi mưa về nhà này thì làm, nhà này thì làm mà lâu quá rồi, thành ra là khắp nơi là đều bị dột hết. Cho các bác là xem một vòng nhà, ngôi nhà là bị dột này.
Ôi cái món này là món gì đây? Đây là món gì đây hả Đoàn? Có biết không? Không biết á? Ừ. Nhưng mà có biết nó tiếng Nùng là biết không, đúng không? À, cái đây là cái lục bình thì cô bác này. Cái lục bình là để mà nấu nấu ăn này. Lá, cái thân của cái rong ấy cô bác. Đấy, thân của cái rong ấy. Ủa, tất cả mọi chỗ ngóc ngách là đều ướt. Cảm giác như là nhà là không có chỗ nào để ngồi đồ. Ôi, đây cũng ướt à Đoàn? À. Xem nào. Cái bát này để làm gì đây? Chứ là nước dưới xuống thì... À, thế cái bát này là để hứng nước à? Vâng. Ôi, căn nhà này cô bác này, tất cả mọi chỗ là đều khi mà có một trận mưa lớn là đâu là cũng bị ướt này. Thế là chỗ này là chỗ ngủ của hai anh em à? Ừ. Ôi, đây này cô bác, hôm trước thì các em nói rằng là lúc nào mà trời mưa ấy, là các em không ngủ được trên này đấy cô bác. Các bác nhìn nó rất là như kiểu là nó rất là khít đúng không bác? Đấy, nhưng mà khi mưa về nó lâu quá thì ra là nó bị cái này nó là cái mái âm dương cho nên là nó bị giò rất là nhiều. Ôi, đây cảm giác như cháu Lực dầm xuống là đã kêu, đã nghe thấy cái tiếng ôi. Cảm giác như cháu Lực dầm xuống là chỗ này là nó đã bị mọt quá rồi cô bác. Chỗ này thì có vẻ như là có thêm một cái lớp màng ở trên này che này cô bác này. Đấy, thành ra là nói hơn. Và bây giờ thì để các em ăn cơm thôi. Chắc là các em thì cũng khá là đói rồi. Các em cứ ăn cơm đi. Ôi, ở đây ướt hết rồi Đoàn. Vâng. Tấm niệm nữa hết rồi cô bác. Nhà thì hầu như là không có chỗ nào là không rột cô bác nhé. Ăn cơm với món gì đây? Không có món gì đâu. Hả? Không có món gì đâu. Không có món gì á? Vâng. Thế là đây là ăn cơm không à? Vâng. Cái ấm đấy để làm gì đây? Nước. Ây, nước à? Ồ. Dùng cái này để chan cơm á? Vâng. Em tìm cái chỗ nào mà nó bị không bị ướt, em ngồi xuống, ngồi đàng hoàng đi. Đấy. Ướt quá các em ngồi xổm đây. Trích thì quần này, ai mua quần trắng cho anh Trích? Hả? Mẹ mua cho à? Thế là đi học về là có món là món này à? Vâng. Thế tối hôm qua là ăn cái bát này à tối hôm qua ấy? Vâng. Bát này thì có vẻ như là từ tối hôm qua rồi. Nhìn trông thấy ghê ghê rồi cô bác này. Thấy là có một tí ớt nữa vào nữa. Này thì không ăn nữa, ăn là bị đau bụng ấy từ hôm qua ấy. Thế chiều nay hai anh em còn đi học không? Có. Có á? Vâng. Ăn, thế mà ăn một tí xong mà lại đi học à? Vâng. Bây Đoàn mời các bà ăn cơm nào. Đấy, trước khi mình ăn là mình phải biết mời. Đấy, trước tên là con thấy... mời các bạn nuốt nuốt hết đã. Con mời các bà ăn cơm. Nuốt hết đã. Đấy. Trước tiên là thấy anh ở thì là em mời anh ăn cơm nhá, lần sau anh mời gặp ai về nhà đấy nhá. Ừ. Rồi. Nào, con mời các ông các bà nào. Con mời các ông các bà ăn cơm. Rồi, nào đến Trích nào. Trích nào em. Con mời các bà ăn cơm ạ. Rồi, đấy, ăn cơm đi. Nhìn thôi đã thấy rất là thương rồi bác. Mẹ thì là đang đi làm thuê rồi. Và như cái bát có lẽ là hôm nay mẹ đi sớm quá, ở nhà là cũng chỉ cắm được là một cái nồi cơm là để đây thôi. Cơm này là từ hôm qua hay là từ sáng nay mẹ mới cắm? Từ hôm qua. Từ hôm qua? Vâng. Thế buổi sáng nay là mẹ chưa nấu cơm à? Vâng. Mẹ thì đi làm thuê rồi cô bác ạ. Thành ra là đi từ sớm, không có ở nhà để mà nấu cơm để cho các em. Nếu mà nấu cơm được ấy cũng chỉ là có những cái món rau thôi. Hôm nay vào thì thật sự ra cháu Đức cũng chưa có nghĩ là các em là
và như thế của bác thì ra là không không biết là mua thêm là cái đồ gì về để cho các em là nấu ăn cơm, nấu ăn cùng. Thí dụ như lấy cho Lực vào thì biết mua thêm 1-2 gói mì tôm đi theo, thì giờ các em đã có mì tôm để chan rồi chứ không phải là chan nước lá nữa. Nhìn các em mà ăn như thế thôi, không có thịt có thà gì không bác, dùng cái nước xuôi để nguội của bác nhé, nước xuôi để nguội chan cơm mà ăn rất là ngon lành. Đấy, nhìn các em thì lúc nào cũng xanh xao. Nếu mà được ở trong trường thì còn có thịt có thà mà ăn, nhưng mà năm nay các em là lựa chọn không ở trong trường nữa các bác ạ, vì là năm nay là không có bố nữa. Những cái số phận như này thì rất là mong sẽ được là sự chung tay và giúp đỡ của các bác, cô chú, anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, giúp cho các em là cải thiện thêm những cái bữa ăn hàng ngày thôi cũng được, hoặc là những cái lúc mà các em gặp khó khăn nhất. Cảm giác như là các em rất là khó nuốt nhưng mà các em ăn là cũng đều rất là sạch sẽ thôi. Thế là ăn một bát thôi à? Vâng. Sữa. Thế là hai anh em là đến là mấy giờ lại tiếp tục đi học chiều? 12 giờ. 12 giờ á? Vâng. Xem nào, bây giờ mấy giờ rồi? Ôi, bây giờ 12 giờ rồi này. 12 giờ đi đúng không? Vâng. Là mấy giờ học? 1 giờ. 1 giờ à? Thế là từ đây lên trên là mất 1 tiếng hồ à? Vâng. Nếu mà không mất 1 tiếng thì đâu đó cũng độ tầm là 40 phút của bác ạ, 30-40 phút gì đấy. Thế bây giờ thì ăn cơm xong là đi học đúng không? Ừ. Vậy thế thì để lần khác anh lại vào nhá. Thế thì bây giờ lại đi vào đường cũ đúng không? Ừ. Đấy, thế thì bây giờ đi thôi nhỉ? Ừ. Vậy hôm nay thì ra thì cô bác ạ cũng không có biết là các em làm khi mà đi học về là như thế. Ở đây thì hầu như là đi vào thực tế thì mới nhìn thấy là các em là như thế cả. Vào trong nhà thì hầu như là tất cả ngóc ngách là đều ướt hết rồi. Có đem cặp đi không? Không. Không đem cặp à? Thế Giang? Giang có đem cặp đi không? À, Trích nhỉ? Vâng. Trích là có đem cặp đi đúng không? Vâng. Thường thường lên trường thì có bao giờ lấy tiền để mà mua quà không? Không. Không á? Vâng. Thế mỗi lần đi học mẹ có cho tiền để đi học không? Không. Không à? Vâng. Không biết là anh xem ở đây anh có tiền lẻ không, để một tí nữa hai anh em là mua thêm cái gì ăn nhá, mua bánh mì chẳng hạn nhá. Vâng. À, xem nào có không. À, đây anh có này, anh cho mỗi em là 10.000 nhá. Đi mua ăn nhé. Ừ. Này, Trích này, chú cho mình, anh cho mình nhìn này. Em xin. Rồi. Rồi. Em xin. Rồi. Đấy, một tí là đi mua thêm bánh mì ăn nhé. Vâng. Rồi, từ từ đợi chú đã xong đóng cửa. Thế đoàn thì cặp thì là đem ở trong trường hết à? Cặp thì không có cặp đâu. Chưa có cặp á? Vâng. Khóa này có trộm vào không? Cũng không. Cũng không á? Ừ. Anh Trích là một tí là đi mua thêm đồ gì ăn nhá. Chứ không là vừa rồi anh thấy là ăn có một bát cơm thôi đấy. Rồi vội vàng ăn cơm xong lại tiếp tục là đi học rồi. Chìa khóa là lấy dấu ở đâu à? À, chìa khóa là lúc nào cũng để ở đây đúng không? Đi học là ở nhà là lấy cỏ cho mò xong quên mọi cái mới đi học này. Rồi ở cái nhà lớn bên kia thì hầu như là nhìn trong bên ngoài và trong rất là kiên cố các bác nhỉ, nhưng mà đi vào trong nhà thì phải nói là
cực kỳ mà rột. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy cái ngôi nhà nào mà bị nhà rột nhiều như thế cả. Đây là múi cối của ai đây? Múi của bố. À, cái này là múi cối của bố à? Vỏ này là hôm qua lấy hay là sáng nay mới lấy? Hôm qua lấy rồi. Giang chắc là không về nhà ăn cơm với cả Giang ấy. Vâng. Hai anh em là em gái thì là dưới kia đứng cỏ để cho bò, còn anh trai thì trên này là đem cỏ xuống. Hầu như là đó là một cái thói quen đối với lại các em rồi. Ai công việc ai ở chỗ nào làm công việc đấy thì hầu như là đã sắp xếp trước rồi cô bác ạ. Mẹ thì đi làm thuê ở tận đâu có biết không? Tận dưới kia. À, là tận ở dưới kia à? Ừ. Đã chích là đi lại lại là còn chưa có dép để đi học rồi cô bác ạ. Còn là em Đoàn thì đi lại dép của anh của mình. Lại đi không. Ôi lại trời mưa rồi đây này. Có đem ô đi không? Không. Không á? Đây này cô bác này, đi dép mà không có đi là đi đất, đi chân chân đất ấy, là gặp những cái viên đá này. Trời là mưa rồi, các em có ô không? Không. Không có ô đâu à? Ừ. Đoàn là buổi sáng đi là còn cầm vở là nguyên cả đi vô ngày ấy, tối về thì mới cầm vở là nhiều hơn. Một ngày các em đi học này cô bác ơi, chuẩn được tính là mỗi lần đi là 30 phút. Buổi sáng đi mất 30 phút, buổi trưa về mất 30 phút là 1 tiếng. Cứ một ngày là các em là 2 tiếng đi bộ cô bác ạ. Đây lên trên đường lớn cái thì có xe, một tí nữa thì không chắn được đi một đoạn. Một tí là hai anh em là nhớ mua gì ăn thêm nhá. Thế là hàng ngày là mình đi lại lại nhiều như thế à? Vâng ạ. Đây thì nếu mà các em có xe đạp ấy không bác? Không có đi được cả. Tại vì từ các em đi học thì nó là toàn leo lên đồi cả thôi. Hãy đi một đoạn thôi cảm thấy là thở như trâu của các bác khá là mệt. Mà các em đi còn vẫn rất là nhẹ nhàng. Hầu như là con đường này là rất là quen thuộc với lại là các em rồi. Chích còn là đi trên đất mà. Chích còn là đi trên đất mà. Mà em ấy còn là đi chạy nhảy rất là nhanh của bác ạ. Chỉ cần đi từ từ thôi, không phải tí đá hay vào chân đấy. Đấy cô bác, ở ngay trên này là đường là lớn rồi. Bây giờ thì lại ba đi cho đường không có tiền mà ghi hình được nữa.
thì chắc là cái video này sẽ được xin được là kết thúc ở đây rồi cô bác ạ. Nó khá là dài rồi. Chỗ này thì có vẻ như là không có đường đi rồi đấy nhỉ. Cho nên là phải đi nhanh nhanh một chút nhá. Phải đi qua nhanh một chút đấy chứ không là tí nhá. Thì nó bị sạt xuống nào không biết. Đây thì nó đã bị sạt xuống. Ui, rất là nguy hiểm. Có lẽ là cái video này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Đức cũng xin được là kết thúc ở đây rồi các bác. Và xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn yêu quý tới nhá. À, cháu Đức rất là mong là hoàn cảnh của bố mẹ con sẽ được sự là đón nhận các bác. Và hẹn gặp lại thì ông bà cô chú chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Bây giờ thì Đoàn gửi lời chào tạm biệt tới các bà nhé. Vâng. Con chào các ông các bà. Rồi. Chị đi đến đâu rồi nhỉ? Nào chị ơi. Đợi đợi chú đã. Hôm nay ạ. Nào, từ từ chị cứ đợi chú đã. Chào tạm biệt các bà nào. Nói to một tí. Em chào tạm biệt các ông các bà. Rồi. Lại đi còn đi chân trần này các bác ơi. Bây giờ thì trên đây là xe của chú rồi. Thì cùng anh đi luôn nhá. Vâng. Cùng anh đi luôn nhá. Vâng. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.